10 kỹ năng giúp bạn kiểm soát tâm trạng, gặp khó khăn cũng tìm thấy niềm vui. Gặp phải tình huống khó khăn, hãy uống một ly nước, vừa cho mình vài giây bình tĩnh vừa giúp bản thân hạ hỏa. Bạn đã nghe câu tâm thái tốt, cuộc sống mới thăng hoa chưa? Tâm thái ở đây bao gồm cả tâm trạng, cảm xúc và và năng lượng nội tại. Thế giới ngoài kia luôn đầy dẫy những chuyện khiến bạn buồn đau, thất vọng nhưng cũng không ít điều khiến bạn nở nụ cười trên môi. Song nhiều người không biết nhìn thấy điểm sáng trong cuộc đời mình mà chỉ chăm chăm vào điểm tối để từ đó khẳng định bản thân không hạnh phúc. Mỗi lúc tâm trạng xa sút hãy điều chỉnh bản thân bằng 10 cách dưới đây, rèn luyện thành quen, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ. Cuột cường lúc nào không hay. Ngày 1, học cách giữ bản thân yên tĩnh, đắm mình trong suy nghĩ, từ từ hạ thấp tham vọng đối với mọi thứ. Nhiều người thường nói, nếu không có tham vọng mãnh liệt thì không thể tìm thấy thành công. Nhưng ở đây, chúng ta đang tìm cách điều chỉnh tâm trạng sao cho tích cực hơn, lạc quan hơn. Bạn nên nhớ rằng, tham vọng chấp niệm trong lòng khiến con người lúc nào cũng ở trong tình trạng căng như dây đàn, cưỡng cầu và dễ dàng sụp vào bể khổ nếu kết quả không được như mong muốn. Tham vọng không sai, nhưng hãy tập tạm gác lại nó mỗi khi mệt mỏi, để bản thân thường xuyên trở về con số 0, mỗi ngày là một điểm khởi đầu mới. Không có giới hạn tuổi tác, chỉ cần sự cưỡng cầu giảm một cách thích hợp, bạn sẽ giành được nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Đôi khi lùi cũng là tiến, do đó người ta mới có câu, lùi một bước, trời cao biển rộng. 2. Học cách chăm sóc bản thân. Chỉ khi biết yêu thương mình nhiều hơn, bạn mới có đủ năng lượng để chăm sóc người khác. Cố gắng giúp đỡ những người mà mình có thể giúp đỡ, nhờ đó niềm vui tràn đầy, đời tích cực an yên. Đối xử tốt với chính mình cũng là một cách để giảm căng thẳng. 3. Gặp phải tình huống khó khăn, hay uống một ly nước, vừa cho mình vài giây bình tĩnh, vừa giúp bản thân hạ hỏa. Mở một bài hát nhẹ nhàng, nhắm mắt lại, nhớ lại những người mình yêu thương xung quanh và những điều tốt đẹp từ từ chỉnh đốn lại mọi thứ và tìm cách giải quyết vấn đề. Phương pháp này giúp bạn dần rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc, không để lửa giận dễ dàng bùng nổ, không làm và nói ra những điều tai hại. Người giữ được cái đầu lạnh mọi lúc mọi nơi thật sự không hề tầm thường. Ngày 4, cạnh tranh với chính mình nhiều hơn. Không cần phải ghen tị với người khác, cũng không cần phải ngưỡng mộ bất cứ ai. Nhiều người vì hâm mộ người khác mà luôn xem mình là người ngoài cuộc, yếu kém và không có năng lực. Càng như vậy, chúng ta càng rơi vào vực sâu đầy sự tự ti. Bạn phải tin rằng họ làm được điều đó và bạn cũng có thể. Hãy cảm thấy vui và hạnh phúc cho mỗi tiến bộ của mình, không phân biệt chuyện lớn hay nhỏ, hãy đơn giản hóa để thực hiện những điều phức tạp. Nghiêm túc làm điều đơn giản, khó đến mấy mà làm đi làm lại cũng thành quen. Năng lực là phải được mài rũa từng ngày, chứ không phải tự nhiên mà có. 5. Học tập, đọc sách để mở rộng tri thức và tầm hiểu biết. Đọc thực tế là một quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng. Con người hiện đại phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân. Để bản thân không đến mức lúng túng trong nhiều trường hợp, hãy đọc nhiều hơn, làm phong phú thế giới nội tâm cũng là một cách để giảm căng thẳng. Con người đôi khi là như vậy, bụng trống rỗng tự nhiên nảy sinh lo lắng. Hãy tìm cách để bản thân mạnh mẽ và tài giỏi hơn trong thế giới khắc nghiệt này. 6. Không được khinh thường chính mình trong bất kỳ tình huống nào. Ngay cả khi cả thế giới không tin tưởng bạn, khinh thường bạn, bạn phải tin tưởng vào chính mình. Vì hãy tin rằng, nếu bạn biết yêu thương chính mình, thế giới ngoài chia chắc chắn có nhiều người yêu thương bạn. 7. Học cách điều chỉnh cảm xúc, cố gắng suy nghĩ về điểm tích cực. Nhiều người gặp phải một số chuyện liền căng thẳng, hấp tấp như kiến bò trên chảo nóng, vốn dĩ có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn, nhưng vì bản thân đang mất kiểm soát nên khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Trong thực tế, chỉ cần nắm bắt được điểm mấu chốt của vấn đề, xử lý tốt từng chi tiết, hậu quả dù xấu đến mấy cũng biến thành chuyện nhỏ. Gặp phải những điều khó khăn, hãy bình tĩnh, sau đó suy nghĩ làm thế nào để giải quyết, bạn càng nghĩ về điểm tích cực Trái tim càng rộng mở, càng suy nghĩ về điều tiêu cực, trái tim càng chật trội đáng thương. 8. Trân trọng những người xung quanh. Cố gắng không nói lời tổn thương, ngay cả khi gặp phải những người bạn không thích, tốt nhất là tránh xa, tìm lý do để rời đi. Hãy trân trọng tất cả mọi thứ xung quanh bạn bây giờ. Ngày 9. Yêu cuộc sống. Tiếp thu cái mới mỗi ngày, dám xông pha và trải nghiệm. Học cách thay đổi tư duy, cố gắng tìm những điều mới để thỏa mãn cảm giác mới lạ, bí ẩn của thế giới. Ngày 10. Sống chân thành chỉ bằng cách dùng con tim chân thành tình yêu và nhân cách để đối mặt với mọi thứ cuộc sống của bạn sẽ thú vị hơn